Chào các bác đã quay trở lại với siêu thị điện máy Ecomart. Rất nhiều bác khách hàng mong muốn là siêu thị điện máy Ecomart hãy cập nhật những cái ưu điểm cũng như cái nhược điểm của các dòng điều hòa đang bày bán tại Ecomart để các bác có thể tham khảo và lựa chọn mua. Thì ngày hôm nay trong video này, siêu thị điện máy Ecomart sẽ tư vấn cho các bác năm 2024 thì nên mua mẫu điều hòa nào và ưu điểm cũng như nhược điểm của các hãng. Bởi vì là hiện tại Ecomart thì có khá là nhiều dòng, cho nên trong video ngày hôm nay Ecomart sẽ cập nhật tới cho các bác các thương hiệu như là Capper, Samsung, LG, Panasonic, Daikin và Gree để các bác có thể tham khảo và trải nghiệm. Một số các hãng khác thì bên em sẽ lên ở những cái video tiếp theo cả nhà mình nhé. Trước tiên để vào với nội dung của video ngày hôm nay thì bác nào chưa ấn vào nút đăng ký kênh của siêu thị điện máy Ecomart, các bác hãy ấn ngay vào nút đăng ký kênh để cập nhật những thông tin khuyến mại mới nhất cũng như cập nhật các chương trình ưu đãi của Ecomart vào đợt này. Bây giờ thì sẽ mời các bác cùng quay trở lại với nội dung của video ngày hôm nay. Sẽ đi từ những sản phẩm điều hòa gần phía bên em nhất là phía bên tay trái. Mẫu mã điều hòa mà em sẽ giới thiệu với các bác sẽ là dòng điều hòa của Capper. Capper thì bên em đã có một gian hàng riêng trưng bày có đầy đủ công suất từ 9.000 cho tới 24.000 để phục vụ cho các bác, và có cả dòng 1 chiều cũng như dòng 2 chiều để các bác có thể tham khảo và lựa chọn. Điều hòa của Capper như các bác có thể nhìn thấy về mặt thiết kế của nó thì khá là đa dạng về mẫu mã, màu sắc thì nó tinh tế, phù hợp với nhiều cái không gian phòng. Chính vì vậy đây cũng là một trong số các ưu điểm của mẫu điều hòa Capper. Các bác cũng có thể nhìn thấy chất liệu nhựa của Capper thì hoàn toàn sẽ là chất liệu nhựa sần các bác nhé, không phải nhựa bóng ạ, chất liệu hoàn toàn sẽ là nhựa sần. Bên cạnh đó thì bộ lọc kháng khuẩn của dòng Capper sẽ là bộ lọc cao cấp, nó sẽ đảm bảo được cái chất lượng không khí và sức khỏe cho người dùng, ngăn chặn cho các bác những cái bụi mịn cũng như là cái vi khuẩn. Nó có làm lạnh nhanh, hoặc là một số các dòng điều hòa nó sẽ có cái cảm biến nhiệt độ cho các bác, thì khi mà các bác đặt điều khiển đâu ấy, nó sẽ cảm biến theo cái điều khiển để đưa ra cái nhiệt độ phòng sao cho nó phù hợp nhất. Thì đấy là một số các ưu điểm của dòng điều hòa Capper. Ngoài ra thì trên một số các dòng Capper cũng có cả dòng tích hợp có inverter nữa và dòng không có in, tùy thuộc vào cái nhu cầu sử dụng mà các bác sẽ lựa chọn những cái dòng sao cho nó phù hợp nhất. Đấy là một số các ưu điểm của dòng điều hòa Capper. Vậy thì điều hòa Capper có nhược điểm không? Thì nhược điểm của dòng điều hòa Capper là đây là một cái thương hiệu khá là mới. Nếu để nói về những cái năm ra mắt hiện nay thì đây là cái thương hiệu mới mà được nhiều khách hàng có thể là chưa biết đến và nó chưa được nhiều người lựa chọn. Đây là cái nhược điểm đầu tiên. Nhược điểm thứ hai là dòng điều hòa của Capper này thì nó sẽ không có nhiều các tính năng thông minh như một số các thương hiệu điều hòa khác, ví dụ như là kết nối wifi, ví dụ như là cảm biến độ ẩm hoặc là một số các tính năng khác thì dòng này không có. Dòng này thì nó chỉ là điều hòa thông thường thôi. Đấy ạ, đấy là một số các ưu điểm và nhược điểm của Capper. Và giá của Capper thì sẽ dao động cho các bác từ hơn 6 triệu đồng cho tới giá khoảng hơn 13 triệu đồng, tùy thuộc vào mẫu mã, tùy thuộc vào công suất và tùy thuộc vào tính năng. Đấy là mẫu điều hòa Capper, là mẫu điều hòa đầu tiên. Mẫu điều hòa thứ hai sẽ là mẫu điều hòa của Samsung. Samsung mẫu điều hòa này sẽ là mẫu điều hòa mới ra mắt cho các bác vào năm 2024 và tại Ecomart bên em đang có công suất 9.000, 12.000 và 18.000 để phục vụ cho các bác. Điều hòa Samsung thì nó sẽ có ưu điểm là các bác nhìn, nếu mà để so sánh về cái thiết kế của mẫu này với mẫu Capper ở ngay bên dưới thì các bác thấy là điều hòa Samsung có thiết kế khá là bắt mắt với logo Samsung in dập nổi phía trên sản phẩm. Ngoài ra các tính năng của dòng này khi các bác bật lên thì nó sẽ sáng đèn ở trên giàn lạnh, và chất liệu nhựa của dòng điều hòa Samsung này đây sẽ là chất liệu nhựa bóng cho các bác nhé. Thì với mẫu này nó cũng thiết kế khá là bắt mắt và giá của nó thì cũng phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam. Đặc biệt hơn là dòng này có tính năng làm lạnh nhanh cho các bác với cái lượng điện tiêu thụ khá là thấp, kèm theo với đó là có thêm công nghệ kháng khuẩn và khử mùi hiệu quả cho các bác luôn. Đặc biệt hơn là với mẫu điều hòa này thì nó sẽ bảo hành cho các bác là 2 năm toàn máy và 10 năm cho máy nén.
Nếu để so sánh thời gian bảo hành của dòng điều hòa Samsung này với dòng điều hòa Copper thì Copper sẽ bảo hành cho các bác là 3 năm toàn máy và máy nén chỉ bảo hành có 5 năm thôi. Đấy ạ, đấy là cái ưu điểm của cái dòng điều hòa Samsung là cái thời gian bảo hành khá là dài. Còn nhược điểm của dòng điều hòa Samsung sẽ là gì? Mặc dù là mẫu mã của nó khá là đẹp đấy, các bác thấy đúng không ạ? Giá khá là hợp lý. Nhưng máy lạnh Samsung lại có những cái nhược điểm như về của hãng Samsung ấy thì hay thiên về những cái dòng như là tivi, tủ lạnh, máy giặt. Về điều hòa thì nó sẽ không được chuyên sâu lắm về điều hòa như một số các hãng khác chuyên về điều hòa. Thứ hai là cái tính năng của nó cũng ít hơn so với các dòng khác. Và một số mã này khi sử dụng thì được khách hàng đánh giá là hơi ổn một chút so với các hãng khác. Đấy là về ưu điểm và nhược điểm của điều hòa Samsung. Tiếp theo sang đến bên này, sang đến bên cạnh gian hàng của điều hòa Samsung sẽ là gian hàng điều hòa của LG. Điều hòa LG thì đây sẽ là hàng xuất xứ tại Thái Lan. Và bên em có đầy đủ 9.000 cho tới 24.000, có cả 1 chiều và 2 chiều để phục vụ cho nhà mình. Với điều hòa LG thì nó sẽ đáp ứng cho các bác nhu cầu giá rẻ cũng như mẫu mã khá là đẹp. Các bác có thể nhìn thấy ạ, mẫu mã khá là đẹp. Với dòng này thì logo sẽ được in dập nổi LG ở chính giữa sản phẩm. Chất liệu nhựa sẽ là chất liệu nhựa bóng, kèm theo với đó các tính năng sẽ được nằm ở ngay phía bên rìa của dàn lạnh, cánh đảo gió phía bên tay phải. Có thêm chữ đua in vector, in dập nổi tạo điểm nhấn cho các bác. Đặc biệt là cái thời hạn bảo hành cũng sẽ được in dập nổi là 10 năm. Đấy, đấy là cái thiết kế của dòng điều hòa LG. Với điều hòa LG này thì nó là một sự lựa chọn mà em thấy khá là nhiều các bác khi đến Ecomart lựa chọn cái mẫu điều hòa LG này. Chất lượng của nó thì khá là ổn, độ bền khá là cao. Và đây thì sẽ là hàng nhập trực tiếp tại Thái Lan. Bề mặt dàn tản nhiệt nhá. Đây, bề mặt dàn tản nhiệt của cái dòng này, tức là ở trên này này, trên này bề mặt dàn nhiệt đây trong này thì nó đều sẽ được mạ thêm một lớp cho các bác, gọi là một lớp go pin ấy, mạ thêm một lớp tản nhiệt nữa để chống ăn mòn sản phẩm cho các bác, chống rỉ sét. Đặc biệt hơn là nó sẽ tăng tuổi thọ. Và cái giá cả của dòng điều hòa LG này sẽ dao động từ khoảng hơn 8 triệu đồng cho các bác, và đây là cái giá cả mà nó khá là bình dân, với nhiều nhà thì sẽ quyết mua được nó khá là nhanh. Nhưng với dòng này nó cũng có một vài các nhược điểm như sau. Đầu tiên là với chất lượng nó hợp túi tiền nhưng nó khá là ổn. Điều hòa LG thì được đánh giá nhiều khách hàng sử dụng thì nó khá là ổn so với các dòng điều hòa khác. Bên cạnh đó thì với dòng này nó cái động cơ của nó phát ra khá là to và cái khả năng làm lạnh chậm, làm lạnh sẽ chậm hơn một chút xíu so với các dòng điều hòa khác. Bên cạnh đó thì cái cấu tạo máy khá là phức tạp, vì thế mà khi các bác gặp trục trặc thì các bác phải cần những cái thợ nó có tay nghề cao mới có thể hỗ trợ được. Đấy là về điều hòa LG. Ở cạnh điều hòa LG thì sẽ là điều hòa của Panasonic nhá. Đây là điều hòa Panasonic. Thì điều hòa Panasonic thì về cái ưu điểm thì mẫu mã của nó khá là đa dạng, luôn luôn đổi mới, và hầu như năm nào thì điều hòa Panasonic cũng ra mẫu mới. Và năm nay là năm 2024, điều hòa ra mẫu mới của mẫu Invector 1 chiều tiêu chuẩn và Invector dòng 2 chiều tiêu chuẩn, ra mẫu mới cải tiến thêm một số tính năng để làm nổi bật chiếc điều hòa hơn nữa, vận dụng vào thực tiễn của cuộc sống nhiều hơn, giúp khách hàng thoải mái và cái giá thành nó cũng không quá thay đổi nhiều. Thì với cái điều hòa Bana, ngoài cái mẫu mã đa dạng và luôn đổi mới trong thiết kế, thì với mẫu điều hòa này nó sẽ có, để nói về cái dòng điều hòa dân dụng thì Panasonic luôn đứng hàng đầu về kiểu dáng, về công nghệ, về độ lạnh và độ bền, độ êm gần như là tuyệt đối. Đấy là phần một điều mà phải khẳng định với các bác một là như vậy. Về dòng này thì sẽ có công nghệ Invector, thì nó đứng đầu về khả năng tiết kiệm điện cho các bác rồi với các dòng khác, và hiện nay thì nó sẽ không có đối thủ nhé. Dàn tản nhiệt thì sẽ có tuổi thọ gấp 3 lần so với các dòng máy khác nhờ cái lớp chống ăn mòn của sản phẩm. Nhưng cái dòng này nó lại có một cái nhược điểm là gì? Là so với các hãng điều hòa khác thì dòng Panasonic có cái giá thành khá là cao hơn nhiều so với các dòng khác. Cùng với đó là hiện nay cái tình trạng làm giả máy lạnh Panasonic khá là nhiều, cho nên là các bác nên mua ở những nơi uy tín
để đảm bảo rằng là mua phải mua được hàng chính hãng, tránh hàng giả, hàng nhái trôi nổi trên thị trường. Bởi vì hiện nay rất nhiều khách hàng đã gặp phải tình trạng mua phải máy đều của Panasonic cả nhà mình nhé. Đấy là về điều hòa Bana. Tiếp theo cạnh điều hòa Bana sẽ là dòng điều hòa của thương hiệu Daikin. Điều hòa của Daikin, hiện bên em cũng có một gian hàng riêng của Daikin để các bác đến và có thể tham khảo cũng như là trải nghiệm. Điều hòa của Daikin thì nó là dòng điều hòa gần như là hàng đầu. Nó cũng tương đương so với dòng điều hòa của Panasonic về phân khúc có công suất lớn. Và với dòng này thì cái khả năng tiết kiệm điện của nó cũng khá là ok. Nếu mà để so sánh khả năng giữa dòng này với các dòng khác trừ Bana thì nó đang là đứng đầu. Nhưng nếu so với Bana thì nó sẽ là thấp hơn Bana một chút xíu. Và bên cạnh đó thì Daikin còn thường xuyên nghiên cứu và áp dụng các công nghệ làm lạnh mới nhất trên các dòng điều hòa dân dụng nhằm mang đến cái cảm giác thoải mái nhất cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó thì điều hòa của Daikin này nó cũng hoạt động khá là êm và nó gần như là sẽ không gây ra bất cứ cái tiếng động nào trong cái quá trình mà các bác sử dụng. Đặc biệt hơn là với cái dòng Daikin của năm nay, năm 2024 thì nó sẽ có cái thiết kế hoàn toàn mới, là nó sẽ bỏ đi cái vạch đen này như năm 2023. Và cái thiết kế của năm nay nó cũng thiết kế to hơn, mặt lạnh to hơn với cánh đảo gió lớn hơn để đem lại cái cảm giác mát cho các bác. Ngoài ra những cái tính năng, ngoài ra những cái hiển thị ở trên điều hòa thì năm nay vẫn sẽ giữ nguyên các bác nhé. Vẫn sẽ giữ nguyên như thế này. Với mẫu điều hòa của thương hiệu Daikin thì cái công suất hoạt động của nó khá là mạnh. Nó giúp làm lạnh nhanh chóng, đặc biệt hơn là có cái công nghệ luồng gió Konda độc quyền giúp hơi lạnh không thổi trực tiếp vào người dùng. Và đặc biệt là khách hàng sẽ cảm thấy làm lạnh cực kỳ là tức thì luôn. Bên cạnh đó thì với dòng này nó cũng có một vài các nhược điểm. Đầu tiên phải nói đến là thiết kế của dòng Daikin này thì nó sẽ có thiết kế theo kiểu truyền thống. Nó sẽ không có nhiều cái mẫu mã đa dạng để cho các bác lựa chọn như của dòng Panasonic. Với thứ hai là với dòng này thì nó cấu tạo phức tạp hơn các dòng điều hòa khác, cho nên nó thì đòi hỏi cái quá trình đi lắp đặt nó phải cần những cái thợ phải có tay nghề khá là cao, đặc biệt là những cái dòng điều hòa công suất lớn như 18.000. Bên cạnh đó thì với dòng này nó còn có thêm một cái nhược điểm nữa là khi mà các bác có vấn đề cần sửa chữa thì với dòng này cần phải thợ tay nghề cao, nếu không thì rất là dễ gặp lỗi. Bên cạnh đó thì so với tuổi thọ, chất lượng thì cái giá cả của dòng điều hòa này thì nó cũng khá là hợp lý trong cái tầm tiền mà các bác đang mong muốn mua. Giá sẽ dao động cho các bác từ hơn 7 triệu với dòng không có inverter. Đấy là về điều hòa của Daikin. Tiếp theo sẽ là điều hòa của thương hiệu Gree. Thương hiệu Gree thì sẽ là thương hiệu của Trung Quốc nhé. Và khi nhắc đến điều hòa Gree mà nhắc đến thương hiệu Trung Quốc này thì nó lại là một cái nhược điểm đấy ạ. Bởi vì là nó có xuất xứ tại Trung. Cho nên là gì? Cho nên là nhiều người vẫn còn e ngại hoặc là người Việt Nam mình không thích. Và cái thương hiệu này thì nói thật là nó chưa được phổ biến ở Việt Nam. Nhưng với cái dòng điều hòa của Gree này, nó lại có công nghệ biến tần. Đó là công nghệ Grid and Inverter. Và một số các mẫu điều hòa dòng cao cấp thì nó sẽ in luôn cái logo Grid Inverter này lên cho các bác. Thì với cái công nghệ này nó khá là tiết kiệm điện cho các bác luôn nhé. Và nhờ tích hợp cái bộ vi xử lý thông minh này giúp máy nén hoạt động ở cái tần số cực thấp nhưng vẫn đảm bảo cho các bác cái độ lạnh ổn định, mang lại cái khả năng tiết kiệm điện hơn 60% so với các dòng điều hòa khác. Đặc biệt hơn là nó giúp giảm tiếng ồn cho các bác. Bình thường thì với dòng điều hòa này, khi mà các bác khởi động nhiều lần ấy, nó cũng không nghe tiếng ồn như các dòng máy cơ hiện nay, giúp các bác thoải mái hơn trong cái không gian sống cực kỳ là yên tĩnh. Điều hòa này thì nó sẽ bảo hành cho các bác là 5 năm toàn máy và 10 năm cho lốc máy nhé. Thì cái thời gian bảo hành này của cái mã điều hòa Gree so với các thương hiệu điều hòa khác thì cái thời gian bảo hành của dòng này đang khá là cao các bác nhé. Khá là cao ạ. Với các bác đang xem điều hòa thì các bác mà
cần tư vấn mẫu nào thì các bác có thể để lại bình luận cho Ecomart. Nhưng nhìn chung mỗi một hãng điều hòa thì sẽ có những cái ưu điểm và nhược điểm riêng của sản phẩm. Thì các bác cần tư vấn bất cứ mã nào, các bác có thể để lại bình luận cho Ecomart để bên em hỗ trợ tư vấn cũng như là báo giá cho các bác. Thì các bác muốn lên thêm mẫu nào thì các bác có thể để lại bình luận cho bên em nhé. Nói chung là mỗi một hãng điều hòa nó đều sẽ có những cái ưu điểm, nhược điểm riêng, tùy thuộc vào cái nhu cầu sử dụng, tùy thuộc vào cái điều kiện kinh tế và tùy thuộc vào cái sở thích mà các bác có thể lựa chọn những chiếc điều hòa sao cho nó phù hợp nhất. Các bác cần tư vấn cụ thể hơn, các bác có thể để lại bình luận cho Ecomart hoặc các bác liên hệ trực tiếp hotline bán hàng với số điện thoại là 0974178586 để bên em hỗ trợ tư vấn ạ. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.